Dạ em chào quý cô chú anh chị em đang xem kênh đặc sản quê tôi. Hôm nay em chia sẻ cách làm món tráng miệng rất là ngon từ sữa chua và trái cây tươi. Tất cả các nguyên liệu đều có sẵn trong tủ lạnh nhà mình. Cách làm thì rất là nhanh và dễ. Chỉ cần mình bỏ ra 15-20 phút thôi là có món ngon cho gia đình mình thưởng thức rồi. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị em cùng xem cách làm. Nguyên liệu để làm món này thì hôm nay em dùng là một gói rau câu con cá dẻo. Mình dùng hiệu nào cũng được, miễn là bột rau câu dẻo. Em dùng ở đây là hai gói sữa tươi ít đường. Anh chị em mình có thể dùng sữa tươi không đường hay có đường đều được. Nếu mình dùng sữa tươi không đường thì mình cho thêm đường ha. Ba hộp sữa chua, mình dùng loại nào cũng được. Vài trái quýt thái, mình có thể dùng cam hay quýt đều được. Và một trái thanh long ruột đỏ. 100ml sữa đặc. Đầu tiên thì mình sẽ vắt quýt ra, mình lấy nước. Mình lấy 200ml nước ép quýt. Mình có thể dùng quýt hay cam đều được ha. Thanh long thì mình có thể cho vào gói xay sinh tố mình xay, hoặc là mình tán cũng được, tại vì nó rất là mềm. Mình cũng lấy 200ml nước ép thanh long. Rồi mình cho cái 200ml nước ép thanh long này vô nồi luôn. Nếu như mình dùng ít nước ép thanh long hơn cũng được. Nhưng mình sẽ cho thêm nước cho đủ 200ml ha. Mình cho 30g đường và khoảng 2 muỗng canh. Rồi cái gói rau câu này mình sẽ lấy khoảng 1 muỗng cà phê. 1 muỗng như thế này. Khoảng 3g đó. Mình khuấy đều lên. Mình khuấy đều cho tan hết. Rồi mình bắt lên bếp, mình vừa nấu vừa khuấy là được. Không cần ngâm lâu. Mình để lửa nhỏ mình canh á. Không thôi là nó khi nó sôi nó sẽ bị trào đó. Mình nấu cho đến khi rau câu sôi thì mình hạ lửa nhỏ xíu xuống. Lửa nhỏ luôn ha, rồi mình nấu thêm 5 phút nữa, vừa nấu vừa khuấy. Nấu thêm 5 phút nữa là được. Rồi mình nhắc rau câu xuống. Mình chuẩn bị sẵn cái khuôn, mình đổ ra liền. Rồi mình để hoàng bên cho cái rau câu này nó nguội. Rồi tiếp tục mình cũng làm y như vậy với nước cam. Cũng 30g đường, 1 muỗng cà phê rau câu. Tiếp theo mình cũng cho sữa vô nồi. Phần rau câu còn lại mình cho vô nồi mình khuấy luôn. Mình ngâm rau câu khoảng 5 phút để cho rau câu nở ra. Hoặc là mình ngâm rau câu ở trong nước rồi mình cho vô sữa cũng được, nó sẽ dễ tan hơn đó. Rồi mình cho vô luôn 3 hộp sữa chua. Sữa đặc. Mình khuấy đều lên xong thì mình múc một miếng mình ăn thử. Mình thử xem, mình nếm thử xem là cái độ ngọt á mình có vừa ý chưa. Nếu như mình chưa vừa ý thì mình có thể cho thêm sữa. Với gia đình em là em thấy rất là vừa, cái độ ngọt rất là vừa, rất là ngon rồi đó. Anh chị thích ngọt á thì mình có thể cho thêm sữa hoặc cho thêm đường ha.
Rồi mình để cái nồi này qua một bên, tí xíu nữa mình quay trở lại mình nấu. Giờ mình đi chuẩn bị cái phần rau câu này trước nè. Cái này bây giờ nó đã nguội rồi, nó nhanh nguội lắm. Nó cứng rồi nè. Giờ mình sẽ lấy ra. Lấy ra dễ lắm. Đó, ngon quá chừng luôn nè. Rất là mịn màng. Rồi giờ mình sẽ cắt vuông vuông. Tùy mình thích ha, mình thích cái kích cỡ cỡ nào thì mình cắt cỡ đó. Mình trộn đều lên. Để ở đây hai cái màu trái cây tươi ơi là tươi luôn nè. Mình cắt xong cái phần rau câu trái cây thì quay lại mình sẽ nấu cái rau câu sữa chua. Mình khuấy cho đến khi rau câu sôi lên khoảng 5 phút rồi mình tắt bếp. Rồi mình cho một ít rau câu trái cây ở dưới đáy. Rồi tiếp tục mình cho cái rau câu phần rau câu trái cây còn lại nè. Mình để một ít ở dưới đáy là để cho cái mặt dưới á, mình nhìn thấy được cái những cái hạt rau câu trái cây đó. Rồi mình để ở bên ngoài cho thiệt là nguội, nguội hẳn rồi mình mới để vào trong ngăn mát tủ lạnh. Rau câu sau khi để ngăn mát tủ lạnh nó khoảng 2 tiếng thì nó sẽ đông lại, nhìn nó sẽ chắc chắn hơn. Và mình muốn lấy ra thì cũng rất là dễ. Đây nè, đó, nó tự động nó tách ra sẵn hết à. Mình không có cần làm cái gì đâu. Em thấy là mình dùng cái trái thanh long để tạo màu, cái màu tím đó thì nó loang màu, nhưng mà nhìn nó cũng có cái hay riêng. Còn cái trái quýt đó thì nó không có bị loang màu, thì tùy anh chị, nếu như anh chị không thích cái loang màu này á thì mình thay bằng cái nguyên liệu khác, hoặc là mình làm quýt không cũng ngon. Đây là bên trong nè. Em có thể khẳng định một câu là cái món này ngon xuất sắc luôn. Mình cắn vào trong miệng cái miếng rau câu á, nó dai dai, giòn giòn, sực sực. Và cảm nhận cái vị thơm béo của sữa chua nè, hòa quyện với trái cây đó, chua chua ngọt ngọt, rất là ngon. Thật sự là ngon lắm luôn á. Anh chị em làm cái món này là không có hối hận đâu. Về mùi vị đó là em chấm cái món này là điểm 10 luôn á. Về độ ngọt nè, về sự kết hợp chua ngọt trong cái món này là không có cần phải thêm bớt gì hết á. Còn về hình thức á, thì có thể là do là em bị loang cái màu đó, cho nên là nhìn nó không có được đạt. Thì anh chị làm sau á, thì anh chị khéo hơn thì có thể là sẽ làm đẹp hơn em ha. Như vậy là em vừa chia sẻ xong cách làm rau câu sữa chua trái cây, một món tráng miệng rất là ngon. Em cảm ơn cô chú anh chị em đã xem hết video. Nếu thích video thì xin dành tặng cho em một like và một nút đăng ký kênh. Và đừng quên ấn cái chuông để nhận được thông báo khi em ra video mới. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.